Mà chiều ngày hôm nay thì chúng em tiếp tục về được ít vang số. Trong thời gian qua thì em cũng có giới thiệu với các bác về những cái mẫu vang số này rồi. Và tuy nhiên thì đến cái thời điểm hiện tại thì em cũng lại muốn nhắc lại cho các bác để các bác biết rằng là nếu như chơi âm thanh trên thị trường thì chúng ta thì có rất là nhiều mẫu vang số và cũng chưa biết là mẫu nào nó hay, nó đẳng cấp, nhưng mà nó lại phải là phù hợp với túi tiền, phải không ạ? Trong chiều ngày hôm nay thì em sẽ giới thiệu với các bác về một mẫu vang số đến từ CF có mã là TV Bonus X2000 Pro các bác nha. X2000 Pro. Vâng, chào ba bạn đang xem. 6 bác rồi ạ. Mỗi em mình 5 giây ủng hộ em online nào. Xin chào anh Trung Vũ nha. Chúc anh Trung Vũ buổi chiều vui vẻ. Chiều nay thì em tiếp tục giới thiệu với các bác những mẫu vang số đây. Đúng ra thì là lịch livestream là từ 1:30, tuy nhiên là về đèn nó mất điện vừa mới có nên là giờ thì sẽ vào livestream mà là hơi muộn một chút. Cả nhà đã biết là mẫu vang số thế hệ mới nhất là hay nhất trong tầm tiền 10 triệu quay đầu là mẫu nào chưa ạ? Cảm ơn anh Trung Vũ rất là nhiều nhá. Cảm ơn anh. Đó. Thì ở đây thì em đang bày ra vài chiếc đây. Xin chào anh Hôn Ngô nhé. Chúc anh buổi chiều vui vẻ nhé. Rồi. Cảm ơn anh. Đó. Và ở đây thì em đã có mấy mẫu đây để giới thiệu với các bác đây ạ. Đây là mẫu vang số TV Bonus do công ty Tân Việt Group phân phối tại Việt Nam. Đó, đây là mẫu vang số. Nói chung là từ ngày em làm âm thanh đó cũng trải nghiệm rất là nhiều mẫu vang số rồi. Thì trong đến thời điểm hiện tại đó, cái cá nhân em thì em vẫn thích nhất cái mẫu này. Cá nhân em thích nhất mẫu này. Vừa hay, vừa dễ chỉnh, lại thông minh. Đó. Và bây giờ em sẽ mời bạn kỹ thuật viên bên em mà sẽ bóc ra. Bóc tất cả ra để cho các bác có thể chiêm ngưỡng nhé. Em để một chiếc loa. Em để một chiếc loa ra ở giữa thôi nào đó. Để đây, để chiếc loa ở đây. Đó, em sẽ bóc cái chiếc vang số lên. Rồi. Đó. Sẽ giới thiệu với các bác về cái mẫu vang số hay nhất thị trường hiện nay. Hay nhất trong tầm tiền luôn ạ. Để các bác có thể so sánh từ 8 triệu quay đầu, không có con vang số nào ăn được nó nhé. Mà giá con này thì nó rẻ hơn 8 triệu rất là nhiều. Đó. Em bóc hẳn ra nhé. Giá nó rẻ hơn 8 triệu rất nhiều các bác nhé. Đây. Ok. Đó, em bóc hết ra. Xem bên trong. Đây, các bác thử thể thế này. Đây là chiếc vang số X2000 Pro. Đó. Mà cái sản phẩm này thì để mà đi công trình thì em luôn luôn ưu tiên. Đó. Bóc hết ra đặt lên đây. Đó, em luôn ưu tiên nhá là mang đi công trình về những cái sản phẩm này. Đây là cái sự lựa chọn đầu tiên. Đó, trong cái tầm tiền thì nó ngang với lại một chiếc vang số của AAB mã là K1000 hay là mã. Đó, trong cái tầm tiền của nó. Thế nhưng mà để về so sánh về chất âm thì con này nó hơn rất rất là nhiều. Đó. Con này nó hơn rất là nhiều nhé. Nếu như anh em nào mà thường xuyên theo dõi kênh em ấy thì luôn đi công trình thì luôn luôn em cho cái sản phẩm này vào công trình. Ví dụ như các quán karaoke hoặc là đi thi đấu các phòng hát thì cũng sẽ ưu tiên em này. Đó. Là cái cơ hội nắm phần thắng thì nó rất là cao. Đó, anh em nào mà cũng làm mà chuyên ngành về karaoke thì nói về cái sản phẩm này thì chắc chắn sẽ biết. Đó. Con này thì nó được trang bị là nguồn sung. Con này trang bị nguồn sung nhá. Khi các bác sử dụng thì không lo là điện yếu. Không lo điện yếu. Rồi nút công tắc tắt mở cũng nó cũng là công tắc mềm này. Đó, đây là chỉnh chế độ. Đó, bên này chúng ta có cho phép chỉnh echo và reverb. Đây là chuyển tín hiệu đầu vào. Còn bên ngoài này thì chúng ta sẽ có 3 nút như là mic, effect và music này. Đó. Mặt trước rất đơn giản thôi. Ở giữa chúng ta sẽ có một màn hình. Còn phía sau nhá. Quay cho bác xem phía sau. Đó. Phía sau thì các bác có thể thấy này, đường ra của nó quá nhiều đường ra. Nó không đơn thuần như một chiếc vang số thông thường.
Đó, vang số thông thường thì nó chỉ có đường main, đường surround, đường center, đường sub là hết. Nhưng mà sản phẩm này nó thêm có đường nữa này. Đó. Nó có thêm đường S. Em quay lại gần cho các bác nhìn này. Đó, sub bãi bát 25 còn không anh. Hết rồi, anh Trung anh lấy rồi anh Vũ Đoàn ạ. Đó, mấy hôm nữa có anh, khả năng là sắp có thôi. Hiện tại thì nó đang hết. Bởi vì cuối năm này thì lấy hàng thì nó cũng hơi khó khăn một chút do cái vận chuyển. Đó. Anh Trung Vũ anh này con anh Trung Vũ anh lấy con 2 năm đấy rồi. Đó, con này là chạy điện 220. Nhưng nó rất là nhiều đường ao ra. Còn đường vào thì chúng ta sẽ có những cái đường vào như là cổng quang này, cô sen và AV hoa sen 1-2. Riêng cái đường AV hoa sen 1-2 thì nó là nhận auto nhá. Đó, khi các bác cắm duy nhất là đường 1 hoặc đường 2 này thì nó sẽ tự động nhận. Đó. Tự động nó nhận nhá. Rồi bên này thì chúng ta sẽ có đường mic ra đằng phía sau này. Con này toàn bộ hệ thống mic là sẽ phía sau nhá. À, xin chào anh Nguyễn Năng Lân ạ. À, con này đang bán giá là 5.950.000. 5.950.000 nhưng đảm bảo với anh thì tiếng rất là hay. Xíu nữa em test cho các bác luôn. À, dễ chỉnh, con này dễ chỉnh lắm. Đó, nó thông minh cực kỳ luôn. Xíu nữa em vào phần mềm em cho các bác xem một cái phần mềm của nó. Cực kỳ đơn giản, dễ sử dụng. Đó, và cái chế độ chỉnh của nó rất là thông minh. Rồi, đây là em review qua về cái sản phẩm này. Con này là chạy nguồn xung. Đó, và là hàng chính hãng, được bảo hành 1 năm nhé các bác nhé. Đây chính là sản phẩm xem tem này. Đây, tem nó đây. Đó, tem bảo hành này. Đó, sản phẩm này sẽ được bảo hành 1 năm cho các bác. Chất lượng thì trong tầm 8 triệu quay đầu không có nói được nó. Cam kết với các bác luôn, kể cả X12. Đó, ví dụ như trên thị trường hiện nay anh em đang thích X12 đúng không? Đó, con này nó dám thi đấu với X12 luôn nhá. Đó, X5, X6 xịn, Vina, Vinum là nó chấp hết. Đó, bởi vì em đã test rất là nhiều rồi. Đó, X12 vừa rồi em giới thiệu với các bác rồi đúng không ạ? Em đã so sánh trực tiếp sản phẩm này với con X12 à. Đó, X12 không có cửa với nó nhá. Đấy, cam kết với các bác luôn. Và đặc biệt là con này có cái tiếng vợt ấy. Anh em miền Nam mà thích đam mê revert ấy. Anh em chơi con này thì nó là hết nước chấm luôn ạ. Đó. Anh em đam mê revert thì chơi con này là hết nước chấm luôn. Đó, sản phẩm nó quá là cao cấp, quá là chất lượng. Đó, và cái kết nối, cái dây kết nối của nó thì rất là dễ. Đó, dễ kết nối các bác có thể mua độ được dây và đi kèm theo nó thì cũng lúc nào có dây. Đó, đi kèm theo này, em sẽ quay cho các bác cái bộ thùng này. Đó, đi kèm theo nó là có một là đĩa phần mềm nhé. Và con này lấy phần mềm rất dễ nhé. À, con này lấy phần mềm rất dễ, ở trên mạng lúc nào cũng có phần mềm của con này luôn. Chỉ cần vào Google gõ tên sản phẩm ra nó sẽ có phần mềm nhé. Đó. Đây dây kết nối nó đây. Đó, đi kèm luôn luôn là có dây quang này. Đó, dây quang cao cấp. Và cái dây kết nối để các bác có thể setup trên máy tính nhé. Đó. Rất là chuyên nghiệp, ở đây là dây nguồn. Đó. Cực kỳ chuyên nghiệp luôn nha. Đây là vang số. Cái con này thì thật sự là em rất là đam mê, rất là thích cái sản phẩm này. Em nắp đã đóng đúng không? Đây. Hiện nay thì em về được cuối năm thì về do nhu cầu của các bác rất là nhiều. Lắp đặt phòng gia đình và phòng hát. Nên là chúng em đã nhập rất số lượng rất là lớn vào những cái sản phẩm này. Nên là các bác khi đặt hàng này thì không nói hết hàng đâu. Đó, chất lượng nó cực kỳ tuyệt vời luôn. Chất lượng của sản phẩm vang số này thì không thể bàn cãi được. Trong tầm 8 triệu quay đầu, em nó dám thi đấu, dám thách thức tất cả đối thủ trên thị trường. Đó, trong tầm 8 triệu quay đầu các bác nhá. Đó. Và nếu như các bác mà còn phân vân thì các bác có thể đặt một chiếc về để các bác thi đấu luôn. Đó. Vâng, anh Kiên Nguyễn ạ, con này nó đẹp lắm. Anh Kiên Nguyễn dùng CAF nhiều, có biết loại này không anh ơi? Đó, từ cái phím chiết áp này họ làm này. Đó, đều là bọc kim loại chống rỉ nhá. Đẹp, đẹp mê hồn luôn ạ. Cái này rất là đẹp. Đây, rồi em sẽ test cho các bác nhá. Em lấy cho anh một cái. Đây.
Và tạm ở đây này. Ok nhá. Em sẽ kết nối. Kết nối này rất dễ lắm. Kết nối nó cực kỳ dễ dàng. Vài thao tác là chúng ta kết nối xong con này nhé. Con này nó có tới 8 đường ra. Rất là nhiều đường ra. Xin chào anh Hoàng Chiều Hoàng Hôn nhé. Rồi. Ok. Huy cắm link nguồn này cho nó. Sản phẩm này thì chúng ta không thể chê được đâu các bác. Tiếng nó hay lắm. Mình dám test luôn cho các bác. Đó. Test luôn cho các bác để các bác trải nghiệm. Con này em đang dùng con này anh đang dùng rồi đúng không anh? Đấy, nói có sách máy có trứng luôn, không hay thì không thể nói nên hay được. Đấy. Con này em đang dùng mấy ông kỹ thuật vào setup bảo con này quá ok, đúng rồi. Em bảo rồi, con này em chuyên mang đi thi đấu mà. Con này em chuyên mang đi thi đấu mà. Đó, anh em nào mà đam mê và dùng quang số thì không nên bỏ qua cái video này nhá. Đó. 5.950.000. Báo ship cho các bác nhé. Ok. Đó. Em bật máy tính lên, khởi động máy tính lên để em sẽ giới thiệu thêm cho các bác một chút nữa. Em sẽ mở một đoạn nhạc. Đó, mở một đoạn nhạc để các bác trải nghiệm nhé. Đây. Tên em chưa chỉnh gì các bác nhé. Các bác nghe chất nhạc giúp em cái. Rất là hay. Các bác đang nghe qua cái chất âm của nó này. Đó, con này chất âm rất là tuyệt vời. Ở đây em đã chuẩn bị sẵn máy tính đây rồi. Đó. Con này em đã chuẩn bị sẵn máy tính nhá. Em xin phép các bác này em cho cái chân nó cao lên một chút. Để em kết nối tiếng vang này để các bác có thể nhìn qua về cái phần mềm của nó, em giới thiệu qua cho các bác nhé. Con này kết nối xong thì các bác nhìn thì chỉ có thích thôi. Trên phần mềm của nó. Mềm em đã chuẩn bị sẵn này. Đó, về con này thì về sử dụng thì không phải suy nghĩ đâu ạ. Cả nhà nó rồi ạ, nên like giúp em nào. Hôm nay em đang giới thiệu với các bác đây. Tất cả này, các bác nhìn này. Em để phẳng hết nhá. Thứ nhất là đường mic em để phẳng này. Đường nhạc đây ạ. Đó, nhạc để phẳng hết các bác này. Tất cả em đều để phẳng nhá. Rồi đường out của nó đây. Ao ạ, à, em đang cắm vào kênh 1 và kênh 2 này. Tất cả đều phẳng hết nhé. Nó hay một cái nữa là, con này nó hay một cái, nó thông minh một cái nè. Ví dụ này, ở cái kênh 7-8 này các bác nhìn, kênh 7 hoặc kênh 8 này. Đó, em có thể đặt làm kênh bất kỳ kênh nào, đặt kênh súp cũng được này. Đây, súp thì các bác đặt đây. Các bác thích đặt kênh gì ở đây cũng được. Đó. Mê nào đều được hết nè, đặt làm 1-2 đều được hết nhé.
Đó. Nó hay này cơ mà. Con này nó rất là thông minh nhá. Ở bất kỳ kênh nào chúng ta đều đặt được như vậy. Ví dụ như ở kênh 1-2 chúng ta đã đặt được như vậy luôn ạ. Sẽ quay sang kênh 1-2 nhé. Kênh 1-2 các bác cũng đặt được như vậy luôn ạ. Đây. Chúng ta chỉ cần kích vào đây là đều đặt được hết ạ. Đó. Tức là ở sau, ở phía sau cái sản con vang này thì nó đã chia các kênh cho các bác. Nhưng khi mà các bác cắm nhầm các bác có thể chuyển luôn. Đó, cắm nhầm chúng ta có thể chuyển luôn kênh ở đây. Đó, hoặc là các bác đánh súp chẳng hạn nhé. Anh em đánh ví dụ kênh 6 này nó đang là kênh súp này. Đó, 6 này nó đang là súp nhé. Mà các bác muốn đánh thêm quả súp nữa, kênh nữa ở đây. Các bác có thể làm luôn súp ở đây. Rất là đơn giản này. Đó, ví dụ em đang để kênh 7 đánh súp nhé. 7 làm súp thì ở đây thì chúng ta chỉ cần cắt tần số là xong. Đó, cắt tần số là xong thôi các bác. Ở đây chúng ta chỉ cần cắt tần số là xong. Không có gì khó cả. Em xin phép em cắt cho các bác. Các bác nhìn. Rất là dễ ở trên cái con này. Cắt là rất là đơn giản thôi ạ. Đó. Cái tần số thấp ở đây nó rất là dễ các bác. Đấy. Và đặt súp ở đây thì chúng ta chỉ cần căn chỉnh và cắt thôi. Không khó. Thì đây là ví dụ là như vậy. Thứ hai nữa, cái thông minh nữa này. Đó, thông minh nữa thì em sẽ các bác nhìn này. Bên phần này chúng ta có thể chỉnh vị trí, ví dụ như chỉnh không gian đầu tiên các bác nhìn thấy ngôi nhà đây không ạ? Đó, hai kênh súp đó đánh được Sitte theo NR0. Thật ra là súp nó đánh mono anh, nó ra độc lập anh ạ. Nó ra độc lập chứ nó sẽ không nảy 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 Sitte nhé. Nó sẽ ra độc lập. Anh có thể đặt kênh đây, kênh 8 anh đặt làm súp cũng được này. Kênh 8 nữa anh đặt làm súp phát nữa cũng được luôn anh ạ. Đấy. Thì góc chỉ việc cắt ở trên này thôi. Cắt nó việc cắt nó rất là đơn giản. Đấy. Các bác thích đặt kênh nào làm súp cũng được hết nhá. Còn cái phần này là chúng ta sẽ chỉnh không gian, ví dụ như là ở đây là chúng ta có không gian là 4x4m này. Đấy, em zoom lên không biết là các bác nhìn có rõ không. Con vang này nó hay lắm các bác. Đây. Chiều dài và chiều rộng. Ở đây các bác có thể căn được không gian nhá, để cho âm thanh của nó đi nó chuẩn nhá, chính xác nhé. Đấy, con vang này mà các bác kết hợp với RTA nữa thì nó phải là hết hết sảy luôn. Đó, căn chỉnh con này rất là dễ, thứ nhất là đo không gian này. Đó. Rồi đo vị trí đến từ loa đến tai nghe này. Đó. Rồi ở đây nó sẽ cho phép các bác chỉnh là loa phía sau này, sau rao này. Đó. Thì còn đây các bác có thể di chuyển, ví dụ đây là chúng ta ngồi, người ngồi nghe là sẽ ở giữa. Đó, và các bác đang sử dụng cho loa Menao. Đúng không ạ? Menao thì các bác có thể đo kích thước loa để các bác có thể di chuyển âm thanh nó tối ưu nhất nhé. Đó, con này nó tối ưu từng chút một luôn ạ. Đó, nó sẽ tối ưu được như thế này. Đó, và siêu trầm, các bác em đang để siêu trầm đằng sau đúng không? Đúng ra thì chúng ta sẽ phải ghép là center nó ở giữa. Và siêu trầm đặt đằng trước đúng không ạ? Chúng ta sẽ phải kéo siêu trầm lên phía trước. Đó. Hoặc là siêu trầm các bác đang để lệch về một vế, các bác có thể kéo ra để cho âm thanh nó đi đúng theo những cái thiết bị mà các bác đang đang để. Đó, cách vị trí người ngồi là bao nhiêu xa thì chúng ta sẽ cân delay. Đó, chúng ta sẽ xem một cân delay bên này. Đó, rất là dễ nhá. Con này tối ưu nó rất là sướng luôn ạ. Đây, các bác sẽ cân delay ở đây cho em. Delay ở đây thì họ sẽ chia kênh cho chúng ta từ 1 cho đến 8. Và em đang để kênh đang kết nối kênh số 1 số 2. Đó, các bác bật on lên cân delay giúp em. Đó, delay nhá. Rồi, chúng ta tính delay thì ở trên YouTube thì em cũng đã làm rất là nhiều video hướng dẫn các bác cân delay rồi. Đó, con này cân delay rất là dễ luôn ạ. Cực kỳ dễ nhá. Tới tai người nghe. Đó. Là đấy là em chỉ nói qua thôi. Đã nói qua cho các bác là cách tính delay rồi cách tính vị trí loa. Đó, con này là tối ưu hết cho các bác luôn ạ. Đó. Con này là tối ưu hết nhá. Rất là nhiều mục để các bác có thể tối ưu về sản phẩm này.
Đó. Rồi bên phần effect. Effect thì họ sẽ chia luôn cho chúng ta này. Là reverb này. Bên này là reverb nhá. Bên này là echo. Đó. Thì echo thì chúng ta sẽ bấm vào hình echo. Đó, các bác chỉnh echo các bác bấm vào echo giúp em. Đó, sau đó chỉnh xong thì các bác có thể trở về. Và reverb tương tự nó cũng vậy. Đây bên này là phần reverb. Đó, dễ lắm các bác. Thực sự là dùng cái này nó rất là dễ. Và nếu như anh em nào mà còn chưa thạo thì cũng có thể là vào video bên em nhé. Em có rất là nhiều video hướng dẫn các bác chỉnh cái sản phẩm này rồi. Còn đây, cái phần này nhá. Đó, cái phần reverb bên trên này, level này, đây là chúng ta sẽ trộn nhé. Đó, phần này là chúng ta sẽ trộn echo reverb với nhau. Đó, trộn echo reverb với nhau. Tuy nhiên thì con này thì với cái sản phẩm này ấy, thì em chưa chỉnh một chút gì cả. Đó, và bây giờ em sẽ lấy mic nhé. Em test cho qua cho các bác nhé. Xem một chất âm mà khi mà chưa chỉnh thì tiếng nó có hay không nhé. Em lấy cho anh mic. Đó, em sẽ chỉnh cho các bác là xem là test cho các bác xem là khi mà chúng ta chưa chỉnh gì chất âm nó có hay không nhá. Đó, anh em nào có câu hỏi nào thì cứ để lại câu hỏi bên dưới giúp em nhá. 5, 6, 7 đó, chưa chỉnh gì hết nhá. Đây là phần mic này, đó, để phẳng hết. Và bên phần loa em cũng để phẳng hết, em không chỉnh can thiệp gì cả. Đó, các bác thì tiếng nó thế nào? Này, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Đó, không chỉnh một cái gì cả. Đây là mic mọc luôn. Đấy, các bác phải tự tin lên mua những sản phẩm này. Đây là sản phẩm của CAF. Này, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Đó, các bác thấy là em để mặc định luôn á. Để mặc định luôn và tiếng nó như thế này á. Rất là sáng. Này, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 5, 6, 7. Này, này, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Thì đây chính là cái sản phẩm đến từ CAF các bác ạ. Phải nói là tiếng nó hay. Nó hay quá hay luôn. Và như lúc đầu em cũng có nói với các bác rằng là khi mà em sử dụng những cái sản phẩm này, đó, mang cái sản phẩm này đi lắp đặt công trình thì hoàn toàn yên tâm và rất là tự tin. Đó, thì các bác biết là nếu mà đi lắp công trình nó không đơn giản là lắp xong mà mang tiền về đâu các bác ạ. Không đơn giản như thế đâu. Đó, lắp đặt công trình là cần phải có kinh nghiệm thật sự các bác ạ. Nếu mà đi công trình, đó, cần phải có kinh nghiệm thật sự thì mới chiến đấu được. Và thứ hai nữa, khi mà trong tay là có những cái con át chủ bài ấy, thì là thật sự là rất là tự tin. Cái át chủ bài trên mỗi một cái phòng hát thì nó chính là những cái con vang. Đó, còn đẩy thì nó cũng chỉ là một phần nào thôi. Đẩy là do anh em kỹ thuật sẽ tính toán giữa chủ nhà là muốn đầu tư bao nhiêu thì chúng em sẽ tính toán là sử dụng những cái dòng sản phẩm nào, đúng không ạ? Cái đấy thì nó lại phụ thuộc vào chủ đầu tư. Còn con át chủ bài thì luôn luôn là phải có trong tay. Đó, thì cái video này thì em cũng bật mí với các bác. Và anh em nào mà cũng là làm nghề giống em thì nên tham khảo về những cái sản phẩm này, tự tin khi đi làm công trình luôn các bác ạ. Đó, tiếng nó rất là hay. Và em sẽ test qua một đoạn tiếng nhạc nhé. Đó, chúng ta sẽ cùng nhau test tiếng nhạc về cái sản phẩm này. Phải nói là nó là mắc phê. Đó, mắc phê luôn các bác ạ. Em mở nhạc nhé. Một đoạn là nhạc Áo Mới Cà Mau xem sao. Áo Mới Cà Mau mà ta. Đây rồi ạ. Wow. Đây tiếng bass của nó ấm quá các bác. À, anh em quan tâm về vang số thì có thể để lại bình luận bên dưới giúp em nào. Ngày xa lắm, ở cuối cùng bang đồ
chất lượng rất là tuyệt vời phải không ạ? Đây là mẫu vang số của CF, có mã là X2000 Pro. Nó là tiếng rất là tuyệt vời. Để các bác có câu hỏi hay có quan tâm cần tư vấn thêm thì nhanh tay để lại bình luận bên dưới giúp em ạ. Vâng này, hiện nay thì em đang có bán là 5.950.000, 5.950.000. Tiếng rất là hay các bác. Nghe rất phê luôn ạ. Các bác đang trải nghiệm chất âm đấy. Tiếng nó rất là hay. Phải không ạ? Rất đẹp. Và chế độ chỉnh thì rất là thông minh. Được là chúng có thể là hiện tái hiện được hết những cái chất âm các bác mong muốn trên cái chiếc vang này. Đấy, và nó tối ưu được hết những cái dư thừa để kết hợp cho cái sản phẩm này. Tiếng nó rất là hay. Để mà so sánh với những cái dòng sản phẩm khác thì ít sản phẩm có được cái chất như cái vang này. Rồi, tiếng bass nó rất là sâu. Nghe tiếng bass rất là sâu các bạn ạ. Nó hay quá. Ngoài những cái dòng vang X2000 này ra thì hiện nay thì ông em cũng có sở hữu được những cái dòng vang cao cấp của cái dòng cơ nai số, đó là vang Jaguar S1000 Platinum và vang TD Acoustic T9 Luxury các bác nhá. Nhớ những lòng, nhớ mùi mọt đồng ca sông, còn thơ lúc căn hôn mong, nhớ mùa lúa đồng trổ bông. Bao người ngắt người hát trong
tiền quê mình ấy. Vàng rất là chất lượng phải không ạ? Tiếng bát chép rất là lẩy. Đây là những mẫu vàng mới nhất mà chúng em đang mong muốn update tới các bác. Anh Trung Nguyễn ạ, khả năng đổi con vàng có phải đợt này dùng được ngay anh. Đã, chỉ cần liên hệ tới bên em là được ngay anh nhé. Tiếng con này thì nó là Omeni luôn ạ, rất là phê, tiếng nó hay quá. Các bác thấy cái chất âm là thế nào? Đó mà đây là em không hề, vâng xin chào anh Nguyễn nhá. Đó em không hề cân chỉnh một cái gì cả. Tất cả em đều để phẳng hết các bác này. Đó tất cả đều để phẳng hết nhá, chưa cân chỉnh một chút gì cả. Đó đây mới là chiếc vàng chất lượng đáng mua nhất các bác nhá. Nó rất là hay luôn ạ. Sử dụng những cái sản phẩm này thì chúng ta không cần phải thêm lọc hay nâng nữa. Đó, và đây là sản phẩm chủ chốt mà chúng em chuyên mang đi công trình các bạn ạ. Đây là những cái giang này thì không bao giờ hết hàng tại Tuyên Vũ Audio, lúc nào phải có. Đó, đây là con át chủ bài bên em. Tiếng nó rất là hay. Có con trầm CF bát 40 bao nhiêu tiền vậy? À, con CF, con trầm đơn ấy hả anh? Để em check lại giá cho anh nhé. Còn đấy em nhớ là mã là 118S phải. Đây em sẽ check giá cho anh. Súp 40, súp hơi đúng không anh? Anh đang hỏi súp hơi đúng không? Đây em sẽ check cho anh luôn này ạ. Còn 18S giá là 10 triệu 500 anh ạ. 10 triệu 500 nghìn con siêu trầm đấy nhé. 10 triệu rưỡi, trầm 40. Nó là hàng mới chính hãng luôn đấy. Tiếng nó lẩy không các bác? Ok, em lấy anh cái mic để thử alo con vang này nha. Và cũng thưa các bác là em không hề chỉnh bất kỳ một cái gì hết nha, em để phẳng hết. Đấy, em alo thử cho các bác nha. Ok, em sẽ test thử này. Bật mic lên này các bác này. Đó. Nền 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
nên 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 5, 6, 7, nên. Đó, và đặc biệt nữa nhé, đặc biệt nữa là con này á, cái tiếng revert của nó rất rất là hay. Tiếng revert rất hay. Đó là trên những cái dòng vang số thì ít con có cái chất revert như thế này. Và như lúc đầu video đã nói là trong cái tầm 8 triệu quay đầu thì con này nó không ngại thi đấu với bất kỳ một cái sản phẩm nào khác. Đó, nó không ngại bất kỳ một đối thủ nào trong tầm 8 triệu quay đầu. Mà giá của con này thì nó chưa đến 6 triệu. Nó giá chưa đến 6 triệu mà nó dám thách thức với những cái sản phẩm 8 triệu. Vì là em, bản thân em đã test rất là nhiều, bởi vì là luôn luôn đi lắp đặt công trình thì bọn em luôn luôn phải tìm những cái sản phẩm hay. Đó, chất lượng thì đã test rất là nhiều và tầm 8 triệu quay đầu không có con nào vượt qua được nó. Đó. À, anh Thông Nguyễn là vang số X12 bãi giá mới của hãng là bao nhiêu vậy chú? Giờ thấy kênh nào của máy X12 bãi vậy là xịn hay đều vậy chú? À, như các bác đã biết rằng là dòng X12 thì chúng em chỉ có hàng mới thôi, không có hàng bãi. Nên là nói về hàng bãi xịn hay bãi đều thì cái này em chưa bán, nên là em không có, chưa có trải nghiệm. Thì em không dám nói là nó là hàng định xịn, xịn hay là hàng đều được. Đó, mình phải thử qua mình mới biết được nhá. Còn với cái dòng X12 thì nó đắt hơn con này anh ạ. Đó, X12 thì bên em đang bán giá nó rơi về tầm 6 triệu rưỡi. Đắt hơn con này, nhưng mà để mà thi đấu sòng phẳng thì con này nó chấp một mắt. Đó, thì con này nó rất là hay. Đó, nên là em cũng mong muốn là có một cái sản phẩm nó hay hơn con này để mang đi công trình trong cái khuôn tiền đấy, nhưng mà chưa có con nào cả. Đó, mong muốn một sản phẩm nào đó nó có thể hay hơn nó nhưng mà vẫn chưa tìm ra anh ạ. Đó, con này em muốn hát gì vợt không được anh. Hát gì vợt không quá đơn giản. Đúng rồi, siêu gì vợt luôn. Cảm ơn anh Hoàng Hôn Chiều nhé. Đây, anh em muốn hát gì vợt không nhá. Đây em chỉ cho các bác này. Con này hát gì vợt không thì cực kỳ đơn giản luôn. Đây nhá, em chỉ cho các bác. Em zoom lên nhá các bác nhìn nhá. Đây, ở bên này á thì nó sẽ có phần echo này. Các bác nhìn này, echo này, các bác nhìn thấy chưa? Đây, phần vào vàng vàng này, đây là echo, các bác tắt nó đi này. Tắt echo đi. Đấy, bên này là revert nhá. Đó. Còn ở dưới này nó có revert và có echo này. Đây, ví dụ echo đây. Đó, em sẽ quay sang dưới này. Đây phần echo đây, các bác sẽ không can thiệp vào phần này nữa. Được chưa? Rồi sau đó ra đây. Ở bên phần này. Đây, em sẽ quay này cho các bác nhìn nó dễ nhá. Ở cái phần này là sẽ có echo revert này, chỉnh revert trước này, còn echo đây nè, echo never các bác tắt hết nó đi. Đó, echo never các bác tắt hết nó đi là được. Đó, rất đơn giản thôi. Đó, còn đơn giản nhất thì các bác tắt ở trên này là xong. Đó, này thì nó sẽ không ra được echo nữa, nó chỉ ra revert thôi và các bác chỉ cần căn chỉnh revert là xong. Đó, cực kỳ đơn giản. Đấy, con này thì hát revert thì không phải suy nghĩ luôn ạ. Tiếng nó rất là hay, kể cả là phần echo cũng đẳng cấp luôn. Đó, nên là em mới nói em tự tin là mang những cái sản phẩm này đi thi công trình thì không phải suy nghĩ ạ. À, micro con này là 3,8 triệu anh ạ. Đây em đang test với con micro rẻ tiền này. Đó, rẻ tiền trong phân khúc là đi công trình, còn anh em sử dụng trong gia đình thì nó là tuyệt vời rồi. Đó, cái con DB Acoustic này nhá, con này là 452 mã, nó rất là hay. Con này thì nó, con mic này thì nó được chỉnh được thêm 5 chế độ echo các bác ạ. Đây. Đây. Con này nhá, các bác chỉnh được thêm 5 chế độ echo ở trên mic luôn nhá. Đó, đây các bác nhìn này, đây, echo nó chạy nhá, các bác nhìn màn hình cho em này. 5 này, 1 này, đấy, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, và về 0. Đó, về 0 là các bác tắt echo ở trên con này đi. Đó, mic này hát hay lắm, tiếng thì rất là tuyệt vời. Đó. Nên là anh em có đang quan tâm về những cái mẫu vang cao cấp để chơi Tết thì có thể gọi điện ngay, liên hệ ngay tới bên em để bên em tư vấn hỗ trợ các bác ạ. Đó, chất của con này nó rất là hay. Tiếng nó rất là hay phải không ạ?
Hay chưa? À, các bác trải nghiệm thế nào ạ? Giá rất là yêu thương. Tiếng của cái sản phẩm này thì như em nói, trong tầm giá thì khó có sản phẩm nào mà nó thẳng luôn, là nó không có sản phẩm nào bằng được nó. Tiếng nó rất là hay. Tiếng chép rất là tươi. Xin chào Định Phạm nhá. Chúc anh buổi chiều vui vẻ. Đó, chiều nay thì em đang có giới thiệu với các bác những mẫu văng số này. Đó, cả nhà có quan tâm về văng số bên em thì có thể để lại bình luận bên dưới để chúng em hỗ trợ nhá. Xin chào anh Tâm ạ. Chúc anh Tâm có buổi chiều vui vẻ anh Tâm nhá. Không có máy tính thì chúng em chỉ có cách là setup cho anh từ xa thôi. Đó, setup cho anh từ xa và gửi cho em, cho anh thôi ạ. Bởi vì cái cơ bản nhất là con này, thứ nhất là chồng hú nó rất là tuyệt vời. Đó, thứ hai là cái chất âm để phẳng thôi nó đã rất là hay rồi. Nên là nếu như cần chỉnh thì em chỉ thêm chút mắm, thêm chút muối để cho nó hay hơn thôi anh ạ. Nên là sử dụng những cái sản phẩm này thì không lo ạ.
đang theo dõi kênh Tiền Bối Audio. Dạ cảm ơn anh Tâm rất là nhiều nhá. Đó, thì hôm nay thì chúng em đang giới thiệu với các bác những mẫu vang số đến từ CAF, chất âm cực kỳ tuyệt vời. Chân ạ, loa một bên nghe check nhiều, một bên nghe bass nhiều là sao bạn? Thì là phải xem lại loa của anh thôi. Bình thường cái tín hiệu đầu ra thì nó sẽ là từ vang xuống đẩy, đẩy ra loa, đúng không ạ? Nếu như mà anh ghép một bên nó ra nhiều, một bên ra ít như vậy thì chỉ có một là do loa, còn không thì nó do đẩy, nhưng do đẩy thì nó sẽ đã ít hơn. Còn vang thì nó sẽ ra là ra đều rồi, đó. Vang nó ra đều nhé. Ghép combo của em đặt nghe thử. Ok anh Tài Nguyễn nhá. À, bên em thì có bộ phận kỹ thuật đang đóng hàng để ghép cho anh rồi anh ạ. Anh Tài Nguyễn ạ. Anh Tài Nguyễn đã đặt bên em là bộ loa Wolfenden đúng không ạ? Vang DX6 và con đẩy công suất Wolfenden luôn đúng không anh? Dạ ok anh ạ. À, bên em đã nhận được thông tin của anh rồi, nên là bên em thì cũng đang ghép và đóng hàng cho anh rồi anh ạ. À, xin chào anh Phạm Phan Văn Ninh ạ. Cục súp hơi 50 súp mặt nhiêu một chiếc? À, súp hơi 50 súp mặt đấy thì em đang có con Wolfenden. Wolfenden Bass 50 súp mặt giá em đang bán là 6 triệu rưỡi một chiếc anh nhé. 6 triệu rưỡi bao ship anh Phạm Văn Ninh nhé. Hay không các bác? Tiếng rất là hay. Quản lý nguồn nhà em có anh ạ. Em có quản lý nguồn, hiện nay là bán chạy nhất tại nhà em là con C10 của CAF anh ạ. Quản lý nguồn thông minh, con đấy thì nó có lọc điện luôn, lọc nhiễu lọc điện. Đó, có màn hình LCD nhé. Con này em đang bán giá là 2 triệu mốt một chiếc quản lý nguồn thông minh anh ạ. Thank you.
xin chào Tony Bean nhá. Chúc Tony Bean buổi chiều vui vẻ nhá. Cảm ơn anh Tâm rất là nhiều. À, tiếng nó rất là phê luôn. Đây chính là chiếc vang số của CAF mà các bác đang trải nghiệm chất âm. Ra rất là tuyệt vời. Tiếng rất là hay. Và đây thì em cũng không sử dụng những cái dòng loa cáo cao cấp. Đó, dòng loa này chỉ là bình dân thôi. Giá của đôi loa DB Acoustic này em đang bán chỉ có 10.500.000. Đó, không quá cao cấp phải không ạ? Thế nhưng mà cho chất âm ra từ cái chiếc vang số nó xử lý tín hiệu rất là hay. Nên là cả nhà có cần tư vấn hay quan tâm về sản phẩm thì có thể để lại bên dưới giúp em nhé. Cảm ơn anh Tâm rất là nhiều. Giá nó không cao. Giá của chiếc vang này nó chỉ có 5.950.000 thôi ạ. Chất âm trải nghiệm thì rất là hay phải không ạ? Và
về giá thành cũng như là nguồn gốc xuất xứ thì em cũng đã thông báo với các bác rất là rõ ràng về sản phẩm này rồi. Đó, rất là ok khi các bác trải nghiệm sản phẩm nhé. Chào xin chào chú Thìn nhá. Chú lại bắt đầu rẻ thì chú mua. Cảm ơn chú, chúc chú buổi chiều vui vẻ. Tiếng rất là ok. Vâng, và thưa toàn thể các bác thì em cũng xin phép được tạm dừng buổi livestream tại đây. Và xin chào các bác.